Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và như vậy thì mình đã chính thức đánh bại được cái tên quỷ súng rồi. Và khi đánh bại hắn thì hắn còn rơi ra thêm cho mình một cái vật phẩm có tên là Gun Core. Cái này thì khá là quan trọng luôn vì nó sẽ giúp mình kết hợp với Zombie Core và một ít cái nguyên liệu khác nữa. Chẳng hạn như là hình như là cái hạt sắt. Đây, mình sẽ đổi ra hạt sắt. Rồi mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy. Thì mình sẽ được một cái cây gọi là Heal Activator. Cái cây này á, thấy nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà công dụng chính của nó sẽ giúp mình đi tới cái thế giới địa ngục, nơi có rất là nhiều con quỷ mạnh khác đang chờ đón mình nữa. Ồ, khá là căng thẳng á. Vậy nên là bữa nay mình quyết định là mình sẽ kiểu như là dắt theo toàn bộ cái biệt đội săn quỷ của mình đi qua đó, để có gì trạm trán với những cái con quỷ mạnh á, thì mình còn có đồng đội hỗ trợ ha. Nhưng mà trước khi đi thì để mình sửa lại cái bộ giáp bằng cái phôi Tesla của mình trước. Nó đã hư khá là nhiều rồi. Mình sẽ cần thêm một chút cái được gọi là conductive alloy. Rồi từ đó mình mới kết hợp và tạo thành cái phôi Tesla. Mình sẽ ưu tiên sửa cái áo trước cho full luôn. Hai phôi. Dạ. Rồi tới cái quần. Cũng cho... cái quần thì sửa 3 phôi đi cho nó đầy độ bền. Cái ổn thì chắc tầm 2 phôi là đẹp nè. Dạ sure. Rồi, vậy là bây giờ cái set đồ của mình đã full độ bền lại rồi. Tự tin chiến đấu hơn hẳn rồi đó. Chứ kẻo đang chiến đấu mà mất cái bộ giáp mạnh này là mình sẽ trở nên khá là mỏng manh đấy. Ngoài ra thì số vàng mà mình tích góp được trong suốt thời gian qua, mình sẽ bung lộ luôn. Mình dành hết ra để mình chế tạo thật là nhiều những trái táo vàng. Đây, mình có khá là nhiều táo luôn á. Để coi con mình làm được bao nhiêu trái đây. 23 trái. Hơi ít á. Làm thêm đi. Làm hết luôn. Được bao nhiêu? 40 trái. Chỉ tiếc là trong đây không có làm được táo vàng cường hóa thôi. Phải mà làm được á, dù mắc cỡ nào thì mình cũng sẽ gán làm thêm vài trái ăn cho nó tốt. Nhưng mà không sao, có táo vàng bình thường thôi cũng quý rồi. Chuẩn bị còn thiếu gì không ta? Sơ bộ là mình đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết rồi. Ok, giờ thì chuẩn bị lên đường thôi. Đầu tiên là mình sẽ dẫn đồng đội theo bên người. Đội hình bữa nay thì có thêm một thành viên mới đó. Đó chính là Denji, Chainsaw Man á. Mặc dù không có thể hiện nhiều sức mạnh lắm, nhưng mà có thêm một người thì cũng đỡ hơn. Cái cây gậy này là lần đầu mình dùng á, nên là mình cũng không dám dùng ở ngay căn cứ của mình. Tốt nhất là đi xa ra mà dùng thôi, cho nó chắc cú. Chẳng hạn như đây là đẹp rồi nè. Mấy con này đi ra nha. Đi ra chỗ khác. Rồi, chuẩn bị, kích hoạt lên. Oh my god, mình bị dịch chuyển đi đâu rồi? Wow, mình đã bước vào địa ngục rồi. Cái gì mà sao tối sầm vậy? Ây, trời, mình mới rớt xuống. Oh man, đây là thế giới địa ngục. Nơi sẽ có rất là nhiều quỷ đấy. Ây, what? Mình gặp quỷ bóng tối. Mới qua mà mình đã gặp quỷ bóng tối rồi. Căng nhá. Nhưng mà không sao, đây là con quỷ đầu tiên mình cần phải tiêu diệt bên đây. Vào việc coi. Và sức mạnh của nó là làm mù lò mình bằng bóng tối. À, dám chơi làm mù lò hả? Nhìn nó thấy ghê quá hả? À, nhưng mà nó đánh không suy nhê mình. Mình trâu hơn. He he, mình sẽ xử nó. Tới số người gọi quỷ bóng tối. Ngày tàn của người đã tới. Nó trâu phết. Mình phải hạ nó được nhanh thôi. Mình mà không hạ nó là nó sẽ đi theo mình và nó làm mình mù lò đấy. Không có thấy đường đâu mà đi khám phá ở bên cái thế giới địa ngục này. Ui, các bạn coi kìa. Mình mặc bộ giáp này mình cực trâu luôn. Cái con quỷ này nó không đánh vô máu mình nổi luôn á. Mình sắp chiến thắng nó rồi. Phải hết nữa. Phải hết cuối cùng. Này thì quỷ bóng tối dám làm mù lò mình hả? Khoan. Bây giờ đã xuất hiện Makima rồi. Ôi, sau khi mình hạ quỷ bóng tối xong thì
mình đã được trở về thế giới bình thường và mình có cơ hội gặp được Makima. Đâu? Makima đâu? Ơ kìa, đó là quỷ thao túng tâm lý đó. Và cũng như là trùm cuối trong đây. Oh my god. Để mình qua bên đó mình thương lượng được không? Tại vì mình là Chainsaw Man á. Để coi mình có thương lượng được hay không nha. Ôi, ôi, trời, Makima còn kêu quỷ cưa ra nữa. Oh no, vậy là không thương lượng được rồi. Ai, tiếc vậy. Nếu đã không thương lượng được thì thôi, mình sẽ chiến đấu thôi chứ biết sao giờ. Mà trước tiên cần phải ăn miếng táo vàng vô cái đó. Rồi, giáp đã cào dưới quỷ cưa thêm một lần nữa nào. Vậy là đây là lần thứ ba mình và quỷ cưa giao đấu với nhau rồi. Hai lần trước thì mình đã chiến thắng suýt xoa. Để coi lần này mình có chiến thắng thêm một lần nữa hay không. Vô vô, bước vô nào. Ai, ai, ai. Wow wow wow. Căng phết căng phết. Cái này là Makima chưa có kiểu như là tham chiến đó nha. Đây là kèo 1-1 rồi. Được á, fair play đó, được. Trước mắt là phải hạ quỷ cưa nhanh mới được. Nhưng mà đánh gì mình lo là mình lỡ cưa nhầm Makima cái xong thành kèo 1-2 là hơi mệt mình á. 1-1 thì mình còn tự tin nha, chứ 2-1 là không chắc đâu. Đó 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 đó. Áp sát, đánh nhanh rút gọn nào. Không nên câu kéo quá nhiều thời gian. Nhất là đang đánh nhau với quỷ cưa nữa. Khả năng hồi phục thì hơi bị khỏe luôn. Ui ui ui. Trời trời, đã vậy còn có mấy con zombie nó nhào lại nó hỗ trợ tiếp nữa. Cay thiệt chứ. Ui ui ui. Gần được rồi, gần được rồi. Và hết cuối cùng thôi. Ui quỷ cưa. Quỷ cưa bay lên trời. Chết tiệt. Mình sẽ móc. Ui, móc hộp rồi. À, một chút xíu nữa. Trận chiến hơi bị kéo dài rồi đó. Đây rồi, kết thúc thôi. Vậy mình đã kết thúc được quỷ cưa rồi. Ồ, hình như bây giờ Makima chuẩn bị ra tay rồi đó. Hiu, cũng là trùm cuối trong đây. Không biết sức mạnh thực sự của Makima là gì hả. Tò mò thiệt. Mặc dù mình không muốn đâu, nhưng mà bắt buộc phải ra tay rồi. Phải tiêu diệt chùm cuối trong đây thôi. Đâu rồi? Ủa? À đây 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 đây, Makima đây. Sorry nha. Mặc dù là con gái nhưng mà bắt buộc phải đánh thôi. Ủa? Ui, Makima lại triệu hồi đệ đấy. À mình hiểu rồi, tức là Makima sức mạnh là thao túng tâm lý những cái con quỷ khác. Rồi biến nó làm tay sai để tiêu diệt mình. À, ra là vậy hả? Trời ơi, sức mạnh gì ghê vậy? Không có đánh mình luôn. Hay là do mình là quỷ cưa ta? Ồ, cũng có thể do là mình là quỷ cưa nên Makima không trực tiếp đánh mình á. Lại coi. Này không chống cự gì luôn nè. Ui nha, nhưng mà mình đánh Makima mình bị tổn thương lắm luôn. Mình đánh nhưng mà mình bị phản đam quá trời cơ. Mình phải cưa mới được. Ê, trời 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 trời, còn triệu hồi đâu. Con quỷ dơi này nữa. Con quỷ dơi này mình xử nó. Đâu rồi? Người bay đi đâu? À bay hả? Ê. Mình bắn dây xích cái là nó nhảy lên nó né. Con này. Con này thì nhảy. Thấy ghét. Rồi lượm mảnh đạn luôn. Tiếp tục. Để coi tiếp theo Makima sẽ triệu hồi ra thêm quỷ gì đây. Ô, mình không ký khế ước được với Makima. Ồ, phải ký khế ước được thì chắc kết thúc trong hòa bình rồi. Nhưng mà đây là sứ mệnh của mình rồi, tiêu diệt thôi. Liệu rằng ơ vậy thôi á hả? Oh man, xong rồi. Vậy là mình đã đánh bại được Makima rồi. Kết thúc thiệt rồi sao? No. Phải chi mà mình ký ước được với Makima rồi kết thúc trong hòa bình thì hay biết mấy. Nhưng mà theo đúng như cái
Cốt truyện là vậy rồi. Mày phải tiêu diệt Makima thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ quên nữa, hình như mình chưa có cho đồng đội mình ra trận luôn á. Một mình bem tùm lum con quỷ hết. Nhưng mà cũng may á là mình sở hữu cái set giáp Tesla này rất là trâu luôn, nên là cái việc vượt qua những cái con quỷ mạnh đó cũng khá là dễ đối với mình. Như vậy là sau một khoảng thời gian luyện tập khả năng sử dụng cưa thì bây giờ mình đã trở thành một Chainsaw Man khá là mạnh rồi. Có thể đương đầu với Chainsaw Man nguyên thủy nè, rồi đánh bại mấy con quỷ ở bên địa ngục, cụ thể hơn là cái con quỷ bóng thối á. Nhưng mà đó vẫn chưa đủ với mình. Mình vẫn còn muốn thử trải nghiệm sức mạnh của một loài quỷ mà mình rất là vất vả thì mới có thể triệu hồi được. Đó chính là quỷ súng. Mình còn dư một cái gun core nha. Hôm qua mình hạ tới 2 tên quỷ súng lận. Bữa nay mình sẽ biến thành quỷ súng rồi sau đó triệu hồi tên quỷ súng ra và đấu súng với hắn. Ê, ý kiến hay á nha. Được thật sự. Ok, quyết định vậy đi. Giờ thì mình sẽ trở thành quỷ súng. Sau khi trở thành quỷ súng thì bây giờ trên tay của mình đang lăm lăm một khẩu súng kìa. Wow. Ê. Ôi, chết chết. Oh. Oh no. Mình lỡ tay bóp cò. Ouch. Trời. Tí nữa là mình bắn bao ngẫm của tỏi rồi. Ui nguy hiểm quá à. Có cách nào để mình cất cái súng này không? Không cất được. Ôi no. Mình không muốn làm hại đồng đội của mình đâu. Mình lấy cái thuyền. Không được bất cẩn nha. Ý. Ôi no. Ôi no. Cái sức mạnh này kỳ ấy. Ok, chữa thương được. Không sao. It's ok. Ui, tí nữa là mình hại Power rồi. Mình cần làm một cái mốt capture để mình bắt Power lại liền. Kẻo một hồi mình lại bóp cò nhầm á là xong luôn. Trời đất ơi, cái vàng cường hóa của mình giờ nó còn đúng cái bàn à, mấy cái kệ sách đi hết rồi. Cũng may là nhà mình làm bằng hắc diệm thạch đó, không là tan tành mây khói chắc luôn. Wow. Sức mạnh mới này nguy hiểm quá à. Không chỉ trên tay đâu, mà trên đầu của mình còn có một khẩu súng lục nữa kìa. Này. Thôi để mình dọn dẹp lại nhà mình cái đã. Cái nào còn đặt lại được thì mình sẽ tranh thủ mình đặt lại. U là trời. Đó. Đó là lý do tại sao mà quỷ súng rất là mạnh là vậy. Mới bóp cò nhầm thôi là cái nhà mình muốn đi rồi. Nhưng mà để thực hiện được cái kế hoạch đó chính là đấu súng với quỷ súng thì bây giờ mình cần phải săn lại thêm mảnh đạn thôi. Mình đã có được một mảnh đạn từ cái tên quỷ dơi trong cái trận chiến vừa rồi rồi. Nên là bây giờ mình sẽ còn thiếu cỡ 8 mảnh nữa thôi. Mình tin là mình có thể tìm được 8 mảnh trong ngày hôm nay với sức mạnh mới này. Ồ bây giờ mình sẽ test thử nha. Hôm qua mình thấy Aki bắn mình một viên thôi nhưng mà có thể tạo ra một vụ nổ rất là bự luôn. Còn mình thì sao? Mặc dù không bự giống như Aki nhưng mà ít ra nó cũng phát nổ ghê gớm quá nè. Ấy, cái đầu xương đen đâu ra vậy? À đâu? À lên đen. Chứ không phải là đầu xương đen. Wow. Mạnh nha. Mình thích cái sức mạnh này. À nhà quỷ dơi. Tên quỷ dơi này không có nhà rồi. Nhưng mà mình sẽ bắn quanh bản. Pew. Đi luôn nữa cái nhà. Ghê thiệt. Và sức mạnh quỷ súng thì có hai loại đạn nha. Đó là đạn thường, còn đây là đạn đặc biệt nè. Ủa đạn đặc biệt gì kỳ á? Hình như cái đạn này dùng để cấu rỉa thôi. Bắn khó trúng vậy. Ôi cái đạn đặc biệt sao mà yếu vậy? Đạn đặc biệt được cái là nó hồi nhanh thôi, chứ nó không thực sự mạnh lắm. What? Gần đây có quỷ bão với cả là quỷ bơm. Ủa hình như hồi nãy mình bắn nhầm một cái chỗ quỷ bơm hay sao rồi á. Không phải hôm nay, vậy là đâu, không bên đây hả? Ở đâu nhờ?
Ủa hôm bữa mình có chọc chọc giận quý bơm ở đây hả? Chết, hình như mình chọc giận nhiều quý bơm quá. Giờ mình không nhớ hết á. À ngay đây, ngay đây, ngay đây. Ui trời ơi, ở đây còn có quỷ cá mập nữa. Đâu rồi? Quỷ bảo đâu? Ở đây, 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 quỷ bảo nè. Gây ra cơn bão trong này hả? Ăn đạn đi. Bành xác chưa cưng. Ủa? Ủa sao không xi nhê chân ấy? What the heck? Ôi mình bắn vô tâm. Ở đây nè, mình bắn vô tâm bão được nè. Chị ăn viên đạn đặc biệt của mình đi. Ủa. Nhưng mà nói chung sau khi mình thành quỷ quỷ súng á thì mình chỉ được cái viên đạn thường thôi. Viên đạn mà có cái tầm nổ rất là bự nè. Đây là viên đạn mà mình thấy nó có sát thương cao nhất luôn á. Ui nhưng mà sức tấn công mình thấy không được mạnh giống như là quỷ súng hàng riêu nhờ. Quỷ súng hàng riêu người ta bắn các thứ phát nào là thốn phát đấy. Còn mình thì đi cấu rỉa máu không mà. Đúng là hàng pha ke thì không thể nào mà giống như hàng riêu được ha. Chắc mình phải làm quen dần với cái phong cách chiến đấu mới này thôi. Kiểu nó không được giáp lá cà giống như là quỷ cưa ấy. Mình thấy vậy. Đây mình sẽ bắn thêm vài viên nữa để coi coi. Ồ hay là mình phải bắn cái viên đạn đó trúng mục tiêu luôn ta, thì mới gây được tối đa sát thương nhờ. Cũng có thể lắm. Mình sẽ bắn gần nhất có thể. Đâu rồi đâu rồi. Bằng. Hụt á. Trời, trời. Gần vậy mà bắn hụt được. Yêu. Mình đánh thường còn mạnh hơn á. Trời đất ơi. Ui chạy lẹ chạy lẹ. Quỷ bơm sắp phát nổ rồi. Ui chạy 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 chạy. Chạy ngay đi. Với cái đà này rồi hồi sao mình quýnh lại quỷ súng hàng riêu ta. Chắc ăn hành ngập mồm là có thiệt á. Bình thường thì thấy nó mạnh lắm mà sao vô thực chiến thấy nó không mạnh tí nào hết nhờ. Làm sao ta? Mình thấy mình cũng xem quỷ súng hàng riêu mà. Đấy. Cũng được phết đấy chứ. Vậy mà hồi nãy mình đánh nhau với quỷ bơm thì không khác gì mũi chích inox luôn. Thôi, đã là quỷ súng pha ke rồi thì mình sẽ dùng cách chiến đấu pha ke luôn. Người ta xài súng 100% thì mình xài súng 50% thôi. Lúc xài súng, lúc xài kiếm nha. Lúc nào đang gà đạn thì mình sẽ xài kiếm để mình tấn công cho nó có nhiều sát thương một xíu. Để mình khịa lại thêm lần nữa coi. Cứ từ từ thong thả mà tấn công thôi. Mình không có hấp tấp được. Ơ cơ. Mình đẩy lùi vậy mà không không gây được sát thương à. Đấy một viên thì cũng được nửa cây máu quỷ bảo ha. Nhưng mà khá là khó để mình có thể gây được sát thương liên tục ấy. Mình thấy nhược điểm là vậy. Mình cứ phải bắn từ từ ấy. Ở chi mà có cái chức năng mà kiểu sấy liên thanh thì hay nhờ. Mình sẽ cực kỳ thích luôn ấy. Mà tiếc quá chức năng này chưa có ha. Nên là thôi mình sẽ kết hợp vừa đòn đánh tay và vừa vừa xài những cái phát bắn. Nói chung thì cũng ổn. Kiểu như mình có dịp trải nghiệm một cái nguồn sức mạnh mới. Quá chuẩn luôn. Liệu rằng với những cái con quỷ khác chẳng hạn như là quỷ đĩa thì một viên có hạ được không? Yêu. Quỷ súng tàn bạo gì đâu mà một viên không hạ được quỷ đĩa. Phải viên thứ hai thì mới hạ được. Mặc dù mình biết là mình hàng pha ke nhưng mà mạnh mạnh xíu cho mình đỡ quê đi. Yếu quá vậy. Trời ơi. Cái này mình không tưởng tượng tới cảnh mà mình không dám tưởng tượng tới cảnh mà kiểu mình phải solo một một với quỷ súng hàng riêu luôn á. Chắc lúc đó hành mình phải chắc vô cái xe chở về nhà ăn bớt á. Nhưng mà không phải vì thế mà mình ráng đâu. Từ từ. Từ từ rồi cũng làm quen với cái sự yếu này thôi. Nạn nhân tiếp theo của mình đó chính là quỷ zombie. Mình sẽ bắn vô nhà hắn một viên, kiểu gì nhà hắn cũng banh cho xem. Tên này trâu vậy? À đâu quên, mình yếu mà. Không phải hắn trâu đâu, do mình yếu đấy. Ok, mình sẽ farm hắn. Có tới tận hai con quỷ zombie gần đây luôn à. Ở đằng kia kìa. Thấy rồi. Thơm thơm á nha. Hạ xong con này mình sẽ qua bên đó luôn. Tiếp tục bắn hắn. Thêm một viên nữa. Viên cuối cùng. Lẩm hắn liền. Và
Hắn không có rơi ra cái mảnh đạn cho mình rồi. Ui, đã vậy còn gặp cái mấy cái mụ phù thủy này nữa, chọc nhầm mũi súng rồi đó. Mấy con quỷ khác thì mình khá là khó để hạ thôi, chứ mấy mụ phù thủy này là mình có thể bắn một viên là lụm liền ha. Mình lo được, đúng rồi, chụm chụm lại đây, đúng rồi, càng đông càng vui. Để mình tiễn mấy mụ ta đi chung một thể luôn. Bam bam. Khá là nhanh chóng á. Núp trong nhà chơi đồ à, trò bành cả nhà luôn. Này thì núp trong nhà chơi đồ hư hỏng. Tính ra mình làm bụi súng cũng hay nha, mình có khả năng phá hủy công trình khá là dữ, hợp lý. Chỉ có điều không được mạnh thôi. Đánh đổi nhưng mà đánh đổi này nó hơi lỗ nha. Rồi bây giờ thì con này nó lọt xuống biển rồi ta, khó sơ vậy. Cách tốt nhất chắc là đẩy con này vô đất liền lại đi, cho nó về đúng với chỗ của nó. Đúng rồi. Ui, mình thì gán đẩy nó vô đất liền, nó thì gán đẩy mình ra biển á. Con này kỳ quá. Mình bắn nó con viên à, nó văng lên tít lên trời kìa. Tiếu thiệt hả chứ. Cái nữa nè, nó bay lên tít trên trời luôn. Đâu rồi? Ở đây đây, nó mới đáp xuống nữa nè. Rồi. Oh my god. Cái gì? Băng đảng phù thủy lôi. Này thì băng đảng phù thủy. Ôi mấy chúa thiệt. Nguyên cái băng đảng phù thủy ra đây để tìm mình. Được. Thì ra mấy mụ phù thủy này tìm tới cái chết. Mình sẽ cho mấy mụ ta trả giá. Mình gặp lại cái ngôi nhà mà hôm qua mình mới báo cơ. Nhưng mà không sao, bữa nay mình hết báo rồi. Mình sẽ vô đây mình coi thử coi bên trong này người ta sẽ cất cái đồ gì. Cái cửa nhà thường thường là nó sẽ bị che đi á. Kìa kìa, bên đây, cửa nhà bên đây. Ủa sao nhà không có chơi vậy? Vậy là hôm qua mình báo đúng chỗ đó, cái nhà này không có hết trơn á. Đằng kia là nhà của quỷ thiên thần hay gì á. Cái này thì mình mới biết. Cướp dân làng đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Trời ơi, con cướp này có gai manh động quá ta. Chưa, để mình ghé qua đây coi. Hình như đây là nhà của quỷ thiên thần hay sao á. Ê, xịn vậy. À đâu? Đây là chỗ của bọn cướp dân làng. Ôi không. Xử lẹ. Thì ra là nhà của bọn chúng hả? Vậy thì mình không nương tay đâu. Cho nhà bọn chúng tan tành luôn. Phải tận dụng sức mạnh lên chứ. Hôm nay thì chưa có mấy quyển sách nguyên rủa đâu. Ok. Vậy đi. Đánh nhanh giúp gọn thế là cùng rồi. Vậy mà làm mình cứ tưởng là nhà của quỷ thiên thần chứ. Còn chỗ này có một cái lâu đài mini gì nè. Chắc cũng của bọn cướp dân làng ấy. Mình lại gặp chỗ của quỷ cưa nguyên thủy nữa rồi. Có nên bắn một viên đạn để dò tìm chỗ của quỷ cưa nguyên thủy cho nhanh không? Cũng hay á. Nhưng mà công trình này nó cho mình công thức chế tạo một cái món đồ mới nè. Mình sẽ cần những cái sharpened bone với cả là những cái miếng thịt lấp lánh này và một cây cung. Có nên về nhà lấy đồ qua đây không nhờ, tại vì lần trước mình chế tạo cũng được một mớ xương với cả là thịt đó. Chỗ này cũng không quá xa nhà mình. Thôi được, lỡ có công tìm ra khu vực này rồi, mình sẽ đầu tư thử ha. Coi biết đâu mình lại chế tạo ra được một cái cây cung nó còn xịn hơn cả cây súng của quỷ súng thì sao. Ui, hình như thiếu rồi. Chết, mình thiếu xương nhưng mà không sao. Xương thì mình mang qua bên đó mình chế tạo cũng được. Mới tới nơi thôi mà bọn chúng đã kiểu như đợi mình sẵn rồi. Mình không thể bắn được. Giờ mình bắn là hư cái chỗ chế tạo kia, là mình không có làm được cái gì hết đó. Nên là thôi, từ từ bình tĩnh mà xử lý mấy cái bọn zombie này nè. Phải thật là cẩn thận nha. Bóp cò nhầm một phát là chỗ này banh hết đó, không có đâu mà chế tạo. Thịt nè. Ẩu rồi đó. Đi ra chỗ khác. Rồi tới ba khúc xương.
Nhưng mà mình có 2 khúc à. Mình phải đi chế tạo thêm một khúc xương cái đã. Trong đây thì nó sẽ có chỗ cho mình chế tạo thôi. Tới luôn rồi. Mình gặp Chainsaw Man luôn rồi. À không, quỷ cưa chứ nhầm. Mình sẽ bắn quỷ cưa luôn. Yêu, không xi nhê chút nào. Không dùng súng được rồi, mình phải chuyển sang mình dùng kiếm thôi. Dùng kiếm lẹ. Kiếm mình cũng mạnh lắm. Chứ súng là các bạn cũng thấy đấy, miễn nhiễm hoàn toàn sát thương luôn. Quỷ cưa bá thiệt. Nhưng mà rất tiếc cây kiếm mình còn bá hơn. Đâu rồi? Xử luôn nè. Xong rồi. An toàn hơn trong khu vực này rồi. Ui nhưng mà nãy mình lỡ bắn mạnh tay quá. Khu vực này nó tan tành hết trơn rồi. A few moments later. Đây đây. Mình mới chạy tiếp qua công trình cũ để mình có thể chế tạo mấy cái khúc xương này á. Hết cách rồi. Đầu tiên là mình sẽ dục hết xương vô đây trước. Rồi. Có thêm một cái sharpened bone. Và đây cũng là cái duy nhất mà mình còn thiếu thôi. Giờ là có thể tự tin chế tạo được rồi đó. Ủa cái vụ gì đây? What the heck? Có một cái tia sét đánh ngay cái sét đang bị treo kìa. What? Đây là quỷ cá mập. Trời. Sao nó đây làm gì vậy? Chuẩn bị có hàng nóng xài. Lắp cái khúc xương này vào đây. Tan tan. Mình sẽ được một cái cây được gọi là Flashbone Bow. Cái này thì nó có hiệu ứng choáng luôn à. Really? Undead Stun cấp độ 1. Mình sẽ bắn thử coi. Mấy con xác sống, mấy con thay ma đồ nè. Có choáng đâu? What? Lừa rồi. Ouch. Bếp. Bắn xong nó chạy cày cày, nó có choáng đâu. Rồi luôn, lừa luôn. Bịp rồi. Nhưng mà được cái thì nó có sẵn cái dòng đẩy lùi cho mình. Mình bắn cái địch văng khá là xa. Ây da, bắn hụt. Thôi. Mình tưởng là nó xịn hơn cây súng của mình nhưng mà không. Súng mình vẫn xịn hơn nha. Có sức phá hủy công trình cao nữa. Bam. Ui. Một mảnh đạn luôn. Tiệt cú mèo. Tiếp theo là con này. Bam. Thêm một mảnh đạn. Như vậy là ở một khu vực mà mình có tới tận 2 mảnh đạn mới luôn nè. Êm vậy ta. Mảnh đạn thứ 7. Ừ? Sao tự nhiên khi không chỗ này là có cái rương vậy? Ê. Ui nhầm, mình bóp nhầm cọ rồi. Nổ mất cái rương luôn rồi. Không biết trong đó có gì nữa. What the heck. Trên bầu trời mình gặp có cái dạng công trình gì lạ lắm kìa. Không có cái lá chắc mình không thấy luôn á. Tại vì trời đang tối này. Oh. Kiểu như những cái đảo bay hay sao á. Để mình trèo lên đó mình coi thử tình hình như thế nào. Coi trên đó có gì hả. Ui kia đi. Mấy cục phantom này hư lắm nha. Kiểu như đây là cái đảo chính, còn xung quanh là những cái đảo phụ hay sao á. Đằng kia còn có cái khói để mình bắn mũi tên nữa kìa. What? Trên đó là cái gì ta? Tò mò ghê. Temple of Tear. Ngôi đời nước mắt. What? Có con gát kìa. Ở đây nữa. Cái gì đây? Đây là ngôi đền gas à. Oh. Trên này nó có quyển sách gì nè. Ê, gas bắn. Ý, xí hộp. Ôi, nữa hả? Ừ, xí hộp luôn. Ok, núp. Sách gì đây? Curse of Sorrow. Lời nguyền nói buồn. What? Nguyên gì kỳ cục ấy. Ồ, mình có cây cung. Giờ là lúc cây cung mình phát huy công dụng rồi. Mình sẽ bắn qua bên đó. Rồi. Để coi có lộ ra mấy cái rương không. Ủa gách gì mà trâu vậy. What?
Gách này, ôi gách này hơi lạ nha. Bình thường gách mình bắn tầm 2 mũi tên là chết rồi. Nhưng mà gách này mình bắn xong một hồi lại có thêm một cái lớp giáp gì á. Đây đây đây. Lạ thiệt. Mình thử dùng súng mình bắn ra được không? Giỏi là giỏi viên đạn luôn kìa. Trời. Gas mình động da sắt rồi. Chưa, để mình xuống đây mình khám phá ngôi đền này còn cái gì khác không? Dấu rương không? Có dấu rương không? Không có. Vậy là chắc mình phải tiêu diệt những con gas canh giữ ở những cái đảo nhỏ nhỏ kia rồi. Mình đoán vậy. Những cái con nào mà còn tấn công tầm xa được thì mình sẽ hạ nó luôn. Để nó chuyển sang chế độ mà phòng thủ trước đi. Ui cái gì á? Ui, boss xuất hiện rồi. Ow. Sau khi mình chọc giận ba cái con gát thì bây giờ nó đã chuyển sang chế độ tấn công toàn phận rồi. Nó đang tập trung để nó bắn quả cầu qua mình kìa. Khó thế nhờ. Hay là mình phải bắn những cái này nhờ. Đừng nói là bắt buộc phải bắn vô cái tâm của cái bye bye này nhá. Đúng rồi. Công việc của mình là phải phá hủy những cái bye bye này nè. Thì cái thanh máu boss nó sẽ bị giảm đi. Ra là vậy. May quá mình có sức mạnh của quỷ súng nên mình có thể phá hủy mấy cái đó dễ thôi. Dạ. Yeah. Ui ui ui. Mà đừng ý y nha, mấy con gác nó đánh mình đau phết. Mém nữa thì đi bán muối thôi. Ui bây giờ nó bắt đầu nó nổi giận hơn rồi. Nó còn tạo ra sét đánh cho mình nữa. Oh no, oh no. Nó dồn combo cho mình kìa. Ây. Càng ngày càng khó nha. Mặc dù mình sở hữu sức mạnh của quỷ súng nhưng mà đánh hội đồng như vậy thì mình cũng không trụ được đâu đâu. Yes. Mình đã phá hủy được rồi. Yeah. Ui cái công trình tưởng đơn giản vậy thôi nhưng mà muốn vượt qua khá là khó. Nếu mà mình không có sức mạnh của quỷ súng thì chắc còn lâu mình mới vượt qua được á. Rồi. Wow 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 wow. Khi đánh boss xong nó cho mình cả đống đồ kìa. Một trái táo vàng cường hóa. Rồi 11 bộ netherite. Một foil netherite. Rất nhiều nước mắt gas và một cây cung. Cái cung này là một cây cung cổ xưa. Nó sẽ có sát thương từ 9 cho tới 16. Và mình sẽ tốn nước mắt gas à. Cái gì? Cây cung này bắn bằng nước mắt gas. Ủa có đâu? Ở đây rồi. Mảnh đạn cuối cùng. Sau một khoảng thời gian cày cuốc thì bây giờ mình đã có thể tự tin về nhà và... Ôi, cần gì về nhà? Mình có thể bêm luôn ở đây cũng được á. Giờ thì mình chỉ cần có một cái bàn chế tạo nữa thôi. Này thì dễ, mình sẽ nhờ Bochita cưa cho mình ít cái khúc gỗ. Sửa mấy con đạn cái coi. Cản đường, cản lối người ta làm bàn chế tạo à. Ôi nhưng mà các bạn có để ý cái giáp của mình không? Nó nát hết trơn rồi. Phải làm lẹ nha, không thôi một hồi mình mà hư giáp lại đánh nhau với quỷ súng một lần nữa là xác định luôn á. Kèo căng cực, kèo căng cực. Kèo lần này thì mình không có tự tin giống như lần trước đâu. Nên là cũng hơi ráng thật. Nhưng mà không sao. Mình còn có đồng đội nữa mà. Ví dụ mình mà khó khăn quá là mình sẽ kêu gọi tất cả các đồng đội của mình ra trợ giúp liền. Rồi, còn bây giờ thì bắt đầu cho trận chiến thôi. Đọ súng nè. Ý, yếu lắm rồi. Xí hộp. Sẽ bắn thêm một viên nữa. Piu. Đó. Rồi. Để coi. Ôi, viên đạn mình không thể gây sát thương được cho quỷ súng à. Oh no. Mình còn bị mù lò đó. Ouch, trời ơi. Lại nào. Bắn cực gần luôn. Ê, có nha, nhưng mà không được nhiều sát thương cho lắm. Với tình hình kéo rỉa máu như vậy thì không biết chừng nào mới hạ được quỷ súng đây. Ồ, mình có cách rồi. Mình sẽ dùng loại đạn thường. Loại đạn có tốc độ bắn nhanh hơn. Tuy sát thương không cao lắm nhưng mà mình có thể bắn quỷ súng liên tục. Ê, ổn nha. Được ấy. Quỷ súng mạnh thì có mạnh đấy. Nhưng mà không thể đỡ nổi cái chiến thuật này của mình đâu. Ow. Trời, đang gáy. Suýt nữa thì đi luôn rồi. Ui đừng có gáy sớm trước quỷ súng nha. Dù sao hắn cũng là một trong những con boss thứ dữ trong đây đấy. Ê,
Trong lúc này tại sao mình không kêu gọi đồng đội ra ta? Vì mình dùng cái loại đạn thường mà, nên là không có bắn trúng nhầm đồng đội đâu. Hợp lý, hợp lý. Kêu tất cả đồng đội ra, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta rồi. Chúng ta không được thua đâu. Cố lên, một đồng đội cuối cùng. Let's go. Đúng rồi, bắn hắn. Ui, hắn không đáp xuống thì khó lòng mà mình hồi phục cho đồng đội được á. Mình sẽ phân tán sự chú ý của cái tên quỷ súng này. Ui, hắn tức giận lên rồi, hắn tức giận lên rồi. Hình như mình hội đồng cái là hắn tức giận lên hay sao á. Tấn công đi đồng đội. Đúng rồi, đánh hắn. Đúng rồi. Yay. Một lần nữa, sức mạnh tình bạn của tụi mình, sức mạnh đồng đội, đã chiến thắng được cái tên quỷ súng rồi. Quá đã luôn. Bây giờ thì mình cần phải hồi phục cho tất cả các đồng đội của mình nè. Từng người một. Và thật chậm rãi thôi. Vì mình chỉ cần bóp nhầm cò thôi là xác định luôn á, sẽ có đồng đội hy sinh chắc luôn. Ok. Và như vậy thì hành trình trở thành Chainsaw Man của mình đã kết thúc với cái kết là mình không còn là Chainsaw Man nữa, mình đã trở thành quỷ súng mất tiêu rồi. Nhưng mà với sức mạnh tình bạn và đồng đội thì mình đã vượt qua quỷ súng thêm một lần nữa. Cho dù hắn có mạnh đi nữa thì sớm lại đánh thì hắn cũng sẽ ngỗng cứ tỏi như thường thôi ha. Và trong suốt hành trình này thì mình cũng có rất là nhiều đồng đội kiểu như hỗ trợ mình trong những trận chiến sinh tử giống như vừa rồi. Nói chung thì quá là tuyệt vời luôn. Chỉ tiếc là cái căn cứ của mình trong cái phút chót á đã bị mình vô tình bóp cò và tan tầm hết rồi. Nhưng mà không sao. Nói chung thì với cái hành trình này thì mình cũng thấy khá là vui vì mình đã hoàn thành được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt cái hành trình trong cái series Chainsaw Man này. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp. Biết đâu chúng ta lại có những người đồng đội mới tương tự giống như vậy thì sao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cuộc hành trình kế tiếp của mình. Bye bye.